Phần cuối chương trình, như thường lệ, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 13 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, số người chết tăng 4 người, số người bị thương giảm 5 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, một vụ do lưu thông ngược chiều, một vụ do không đi bên phải theo chiều lưu thông, hai vụ do không chú ý quan sát, hai vụ chuyển hướng không đảm bảo an toàn, hai vụ do không nhường đường, một vụ do vượt không đảm bảo an toàn, hai vụ do vượt quá tốc độ quy định, một vụ do người đi bộ. Ba vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông gần 1.137 trường hợp, trong đó có 300 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.157 trường hợp với tổng số tiền phạt 776 triệu đồng, tạm giữ 211 xe mô tô, ô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 127 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.